Chào mừng các bạn đến với kênh giải trí tổng hợp Kamita TV. Sẽ tiếp tục bị vợ chồng Thiên hành hạ, Huệ khóc hết nước mắt thương nhớ con trai. Mời các bạn cùng xem các diễn biến tiếp theo của mùa sậy trổ bông. Chúng tôi bình luận dựa vào những tình tiết diễn ra trong phim. Tập tiếp theo của mùa sậy trổ bông tiếp tục khắc họa những tháng ngày đầy đau khổ và uất ức của Bảo khi sống cùng ba ruột và người mẹ kế độc ác. Thiên vẫn tiếp tục là một người cha vô cảm và tàn nhẫn, không hề thấu hiểu cho những nỗi khổ mà Bảo phải chịu đựng. Hắn ta chỉ chăm chăm vào việc áp đặt những tiêu chuẩn hà khắc lên cậu con trai riêng của mình, mà không hề quan tâm đến cảm xúc hay sự phát triển tinh thần của Bảo. Những lời la mắng, những trận đòn roi và những hình phạt tàn nhẫn mà Thiên rút lên Bảo chỉ vì cậu không đạt được thành tích cao nhất trong học tập, chính là cách hắn ta thể hiện quyền lực và sự thống trị tuyệt đối trong ngôi nhà này. Thanh vẫn tiếp tục giả vờ thương yêu cậu bé trước mặt Thiên. Bà ta tỏ ra là một người phụ nữ hiền lành, chu đáo, luôn chăm sóc và lo lắng cho Bảo như con ruột. Nhưng khi Thiên không có mặt, Thanh biến thành một mụ dì ghẻ độc ác, luôn tìm cách hành hạ Bảo bằng những lời nói cay nghiệt và những hành động tàn nhẫn. Thanh không chỉ ép Bảo phải sống trong sự cô lập, mà còn luôn đe dọa cậu bằng những hình phạt khủng khiếp nếu cậu dám chống đối. Người giúp việc trong nhà, tuy thương cảm cho hoàn cảnh của Bảo, nhưng cũng không dám lên tiếng bênh vực cậu. Họ chỉ có thể âm thầm giúp đỡ cậu trong những việc nhỏ nhặt, như lén mang cho Bảo chút đồ ăn khi cậu bị phạt nhịn đói, hay an ủi cậu bằng những lời nói động viên ngắn ngủi. Nhưng tất cả những điều đó không thể nào bù đắp được cho những nỗi đau và sự cô đơn mà Bảo phải chịu đựng hàng ngày. Trong khi đó, Khôi, con trai của Thiên và Thanh, được cưng chiều hết mực. Khôi không cần phải cố gắng học hành, không bị áp lực bởi bất kỳ yêu cầu nào từ cha mẹ. Cậu bé được nuông chiều đến mức trở nên kiêu ngạo và lười biếng, luôn coi thường Bảo và không ngừng chế giễu cậu. Khôi biết rõ mình được bảo vệ bởi cha mẹ, nên cậu không ngần ngại khiêu khích và làm hại Bảo mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần Bảo phản kháng lại, cậu chỉ nhận được những trận đòn roi và lời mắng nhiếc từ cha mình, trong khi Khôi thì cười nhạo bên cạnh. Tuy nhiên, Bảo không để sự tức giận và căm hận làm mờ đi lý trí của mình. Cậu biết rằng chỉ có việc học tập và trở nên giỏi giang mới có thể giúp cậu thoát khỏi sự kìm kẹt này. Bảo lao vào việc học với quyết tâm cao độ, không chỉ để chứng minh năng lực của mình, mà còn để tích lũy kiến thức và chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp hơn. Mỗi ngày, cậu đều dành nhiều giờ liền để đọc sách, làm bài tập và nghiên cứu thêm những kiến thức mới, mặc cho những hình phạt khắc nghiệt mà Thiên đặt ra. Chuyển trường từ bến sậy lên thành phố là một thử thách lớn, nhưng Bảo đã vượt qua nhờ trí thông minh và sự giáo dục từ Huệ. Cậu bé nhanh chóng khẳng định vị trí của mình khi đạt thành tích học tập vượt trội, xếp thứ hai trong lớp. Nhưng niềm vui chưa kịp đến, thì lại bị dập tắt bởi sự tàn nhẫn của Thiên. Không hài lòng với kết quả này, Thiên đã bắt Bảo phải quỳ gối đến tận nửa đêm vì không đạt được hạng nhất. Nếu học kỳ 2 mà không đứng nhất lớp, tao sẽ tống cổ mày khỏi nhà. Những lời đe dọa ấy khiến Bảo cảm thấy như đang đứng trên bờ vực, nơi chỉ cần một sai sót nhỏ, cậu sẽ bị đẩy xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Trong khi đó, Khôi lại được cưng chiều như một vị hoàng tử dù học hành kém cỏi, gần như dở nhất lớp. Sự khác biệt trong cách đối xử của Thiên và Thanh với Bảo và Khôi đã tạo ra một khoảng cách lớn trong lòng hai anh em. Khôi không chỉ không coi Bảo là anh, mà còn thường xuyên trêu chọc và khinh thường cậu. Khi thấy Bảo phải quỳ gối chịu phạt, Khôi không hề cảm thông mà còn cười nhạo, chọc phá. Điều này như giọt nước tràn ly, khiến Bảo không thể chịu đựng thêm được nữa. Cậu đã quát mắng Khôi, bày tỏ sự bức xúc trước sự bất công mình phải chịu đựng. Ngay lập tức, Khôi chạy đi mách ba mẹ, đổ tội lên đầu Bảo. Thiên không bỏ lỡ cơ hội này để tiếp tục trút giận lên cậu con trai tội nghiệp. Mày bị phạt mà còn ức hiếp em Khôi à? Quỳ xuống xin lỗi nó ngay. Thiên hét lớn, buộc Bảo phải tiếp tục quỳ gối và xin lỗi Khôi. Trong lòng Bảo, ngọn lửa, uất hận bùng lên, cậu không phục chút nào. Tại sao Khôi, người học kém nhất lớp, lại được cưng chiều trong khi cậu, người luôn cố gắng hết mình, lại bị đối xử bất công như vậy? Thanh chứng kiến Bảo dám chê bai con trai mình, cảm thấy tức giận vô cùng. Bà ta quyết tâm sẽ không để Bảo yên ổn. Đằng sau vẻ ngoài hiền từ và dịu dàng, Thanh che giấu một tâm hồn đầy ác độc. Bà ta luôn tìm cách hãm hại Bảo, mong muốn đẩy cậu bé ra khỏi cuộc sống của mình và con trai. Trong khi đó, ở quê nhà, Cà Na vẫn không nguôi nhớ nhung người bạn thân của mình. Những kỷ niệm thơ ấu với Sậy luôn làm trái tim Cà Na đau đớn, đặc biệt là những ngày tháng cả hai rong chơi quanh nồi bánh tét của Huệ. Cà Na thường tự hỏi liệu Sậy có buồn hay nhớ mình không khi sống một mình trên thành phố. Cô bé đã cố gắng làm những con cào cào bằng lá dừa để gửi lên cho Sậy, hy vọng rằng món quà nhỏ bé này sẽ mang lại niềm vui và an ủi phần nào cho cậu bạn thân đang sống xa nhà. Mẹ của Cà Na đã nói dối rằng Huệ sắp lên thành phố thăm Sậy, điều này khiến Cà Na hào hứng và phấn khởi. Cô bé ngồi hàng giờ để làm những con cào cào bằng lá dừa,
tưởng tượng ra cảnh Sậy nhận được chúng và vui mừng như thế nào. Mỗi lần nghĩ đến Sậy, Cà Na lại cảm thấy nhớ nhung vô hạn, nhưng đồng thời cũng thấy lo lắng cho cậu. Cô bé cảm nhận được nỗi cô đơn của Sậy từ sâu trong lòng mình, và điều đó khiến Cà Na càng thêm quyết tâm làm ra những món quà ý nghĩa nhất cho người bạn thân yêu. Trở lại thành phố, sau khi mất đi Cà Rí, Sậy trở nên khép kín và trầm lặng hơn. Cậu bé bắt đầu tránh xa Thanh và Khôi, không còn muốn nói chuyện hay đối diện với họ nữa. Mỗi ngày, Sậy chỉ tập trung vào việc học, hy vọng rằng có thể đứng nhất lớp để thoát khỏi những hình phạt khắc nghiệt mà Thiên đã đe dọa. Tuy nhiên, việc học hành trong bầu không khí ngột ngạt, đầy áp lực này không hề dễ dàng. Mỗi lần nghĩ về tương lai, Sậy lại cảm thấy một nỗi sợ hãi vô hình, như thể không có lối thoát nào cho cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng sâu trong tâm hồn, Sậy vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, cậu sẽ thoát khỏi sự thống trị của Thiên và Thanh. Cậu sẽ trở thành một người mạnh mẽ, đủ khả năng để bảo vệ bản thân và tìm lại hạnh phúc cho chính mình. Mỗi khi nghĩ về những ngày tháng yên bình ở quê, Sậy lại cảm thấy có thêm động lực để tiếp tục cố gắng. Cậu tự nhủ rằng, dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng không được bỏ cuộc. Sậy sẽ cố gắng học thật giỏi, không chỉ để làm hài lòng Thiên, mà còn để chứng minh rằng cậu không phải là một đứa trẻ yếu đuối, dễ bị khuất phục trước hoàn cảnh. Và như vậy, những ngày tháng đau khổ của Sậy vẫn tiếp tục trôi qua, nhưng trong lòng cậu, ngọn lửa hy vọng và sự quyết tâm vẫn luôn cháy rực. Dù con đường phía trước còn đầy chông gai, Sậy biết rằng chỉ cần cậu không bỏ cuộc, một ngày nào đó, cậu sẽ tìm được con đường thoát khỏi ngôi nhà này, nơi mà sự thù hận và ác độc của Thiên và Thanh đã làm mờ đi tất cả. Trong khi đó, ở quê nhà, Huệ vẫn ngày ngày nhớ thương Bảo. Cô không ngừng lo lắng cho đứa con trai bé nhỏ của mình, khi không có ai bên cạnh bảo vệ. Huệ luôn cầu nguyện cho Bảo có đủ sức mạnh để vượt qua mọi thử thách, để rồi một ngày nào đó, cô sẽ được đoàn tụ với con. Tập khép lại với một cảnh tượng đầy xúc động. Bảo ngồi lặng lẽ trong phòng, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, đêm đen bao phủ, nhưng trong lòng Bảo, ngọn lửa hy vọng vẫn đang cháy rực. Cậu bé tự nhủ, dù có khó khăn đến đâu, cậu cũng sẽ không từ bỏ. Một ngày nào đó, Bảo sẽ vượt qua tất cả, sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn, để có thể để sau này có thể bảo vệ chính mình và những người mà cậu yêu thương. Mời quý vị đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ phim Mùa Sậy Trổ Bông. Hãy để lại bình luận của các bạn bên dưới. Like và đăng ký để đón xem các tập tiếp theo nha. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.